Yo yo, hello nha, chào người nha, chào quay trở lại với channel mình đây, từ từ bá đạo người nha. Xin chào tất cả anh em của game Poker Đại Chiến như mình đây, từ từ bá đạo bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay, chúc vào video cho anh em xem video vẻ lại xe hay đăng kênh được quý phạm rất nhiều ạ. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi công bố event tặng ạc ở S1094 cho anh em nhé. Ok, và sau đó thì tôi sẽ vui chơi với con ạc S1030 tôi anh em. Chăm chỉ cày cuốc thôi chứ cũng chẳng biết làm gì các bạn. Ok, giờ thì khởi đầu video chắc không dài dòng, anh em không liên thuyên làm gì, chúng ta đi công bố event đi cho nó gọn anh em, sau đó thì tôi sẽ vui chơi sự kiện với con ạc. Mất công nhiều anh em bảo tôi câu giờ thì mệt đấy, hôm nay làm trước luôn rồi chúng ta sẽ quẩy con ạc này anh em nhé. Ok anh em, chúng ta sẽ cùng nhau đi check lại sự kiện đó anh em. Đây event ạc rồi, đây đúng rồi anh em, đây event ạc rồi. Ok, sao chép nào. Ok, bạn ta có đặt cho anh em câu hỏi đó là 90 chia 2 bằng mấy anh em, thì các bạn biết rồi, 90 chia 2 thì chắc là bằng 45 rồi anh em. À, xem được bao nhiêu lượt comment anh em, 46 lượt comment nha. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm người trúng giải là các bạn. Ok, chúc mừng bạn Bình Nguyễn nhá, là người trúng giải ở S1095, vô nào trên thông tin của Facebook để lấy ạ. À, ok, tôi sẽ random thêm một bạn nữa để phòng bị anh em, nhưng mà lần cũng vậy thôi anh em. Mà nếu như bạn Bình Nguyễn, trước khi bạn Bình Nguyễn không nhận thì tôi mới gửi cho bạn hai nhá. Rồi, bạn Hải Đăng. Ok, Hải Đăng có gì chờ nhé. Nếu mà sáng mai thông báo là em IB Facebook cho anh thì em hắn IB nhé. Còn nếu không thì coi như anh gửi hàng cho bạn đấy rồi nhé. Rồi, ok các bạn. Rồi, ok các bạn, quay trở về con nào của tôi anh em. Để xem đây chúng ta có gì đặc biệt nào. Ulova 173. Tên được 16 điểm khoan thua anh em. Ồ, nên là bút cho hộ, bút cho thần gió anh em, hợp lý nhất này, bút cho thần gió các bạn. Thôi, chúng ta rảnh rỗi chả biết làm gì, anh em đi nào tháp PK chơi chơi, nó cắm rồi không đi các bạn. Hôm nay tôi chả biết làm gì anh em, đi nào tháp PK test tem bay anh em nhé, nó đánh tem này rồi, lần sau tôi cầm tem bay ra chơi. Ulova suốt ngày đánh chán các bạn, thử cầm tem bay, nhưng mà đây có Ulova không biết là có ăn nổi không anh em. Chưa biết thế nào nhưng thôi kệ. Đây vừa mới úp trong quả đồ cho cháu ấy xong rồi. Rồi anh em ra check lại đồ đã. Xem lại nào, cháu này 14k speed. Thần gió 11k trang phục mặc. Kiện. Có một áo một đấy nữa. Ok các bạn kệ đi, đến tính sau. Ok, tấn công. Cho team bay ra trận anh em. Nên tháp PK bằng tem bay nhá. Tem bay này thì trông chờ vào Luza là nhiều thôi. Lâu ngày không check xem nó ra trận. 18k speed. 19k. Luza 17k, được của nó luôn anh em. Ý trời ơi. Đúng bài luôn anh em, bút phát nữa. Là trời. Được của nó luôn anh em. Kết luôn nhá. Hợp lý thế nhở. Team đánh hợp lý ghê luôn các bạn. Đấy, team bay đi ra trận đánh em với bạn là đúng bà rồi anh em. Phối hợp ăn ý thật sự luôn. Oh. Chả hô đâu bạn ấy trước mới đau anh em. Đội bạn đi trước mới đau không ạ? Ok, vụt nhẹ hô đội bạn cái. Ok. Cái này đập không thôi anh em cũng ăn rồi, tội gì. Nó nắm đầu không đánh nu ra các bạn ạ. Bê thế nha. Còn tem này nó nhỉ, còn tem nữa nên anh em lại vác tìm nữa ra chơi nữa giờ. Tôi cầm tim nữa ra chơi nên anh em. Ô ô đứng ấy sẽ ớt các kiểu anh em. Át khỉ nữa chứ. Át khỉ nó chính các bạn, bút nào. Úi giời, bắt cháu này luôn đi. Ok em bút thứ sang xem nào, em chỉ số nào.
25k speed các bạn, 411k crit. U là trời, 25k speed luôn anh em. Búp xong nó khác bọt ngay các bạn nhá. Đỉnh thế nhờ. Thề ăn được quả búp xong khác hẳn luôn các bạn. Các bánh bê thật sự. Tí nào độ khó thêm sao anh em. Đây. Mới ra trận 17k thôi anh em. Rồi. Ok, chúng ta sẽ để ý xem nào anh em. Thần gió thổi nào. Môi trường lên. Thôi anh em bắt xem môi trường. Rồi, từ từ anh em nhá. 24k, 22k. Riêng mình Nuza là 25k speed anh em. Quá gắt luôn ạ. Nhìn crit nó lên 411k. Một phần này búc này nữa anh em nhé. Ở đây ngoài búc này này, chứ không phải là chỉ số con tôi nó ghê như vậy đâu. Nhưng mà đây, ở đây là búc thêm nữa thôi anh em. Đây nó tăng thêm 45% đam crit kìa. Đây là vào đây khi được búc thêm nữa thì nó mới mạnh lên như thế anh em. Chứ bình thường thì cháu nó cũng không được đến tầm ý đâu. Em nói thật là như vậy. Cái gì thì nó cũng có lý do của nó cả thôi, nhưng mà vẫn là phê anh em. Vẫn là phê anh em. Thổi nào. Ok. Còn đây là 20k anh em. B nhờ. Trên 20k speed luôn ạ. À. Nghe gắt ghê á. Rồi nước qua 77 à. Tấn công anh em. Ok, ra trận. Phúc lên nào. Thần gió. Ok, còn chờ một tí nha. Rồi búc môi trường lên. Quên không bật ấy rồi. Căng đấy. Khét đấy. Khét thế nhờ. Cái màu chưa, đó ván luôn anh em. Tiếp tục. Rồi ok các bạn, tầng cuối cùng 79. Quánh luôn. Tới win luôn anh em. Đi qua bên kia phải cầm tem đánh đầu tiên các bạn, tem lửa đầu tiên, xong mới tem bay. Bay xong mới đến Rova các bạn. Xem có đi cao được hơn không nhá. Rồi xin là xin tính biệt rồi. Win rồi, nhìn là thấy mà anh em. Nuza nó dập cửa đấy, thôi không win mới là lạ các bạn. Ok, nhận quà. Rồi, khiêu chiến mức độ khó anh em. Rồi, mua. Ok. Đội nào. Cho team này ra đầu tiên anh em. Đó. Ôi, ngập tem bay. Không nhìn các bạn ngập tem bay mà mang tem này ra thì khác gì bảo đội bạn hạ đi ạ. À. Trời ơi. Không ổn, không ổn. Thoát ra anh em. Nova phải ra đầu tiên rồi anh em. Unova phải ra xử lý trận này mới được các bạn. Thấy mỗi mình Unova là hợp lý cái trận này nhất anh em. Cho nó không đánh thì không còn ai hợp lý hơn. Ai chà. Ai chà. Khét thế nhờ. Khét thế nhờ. Cái đấy chủ quan anh em, không có môi trường lên rồi. Làm lại cái chủ quan anh em, không bút môi trường lên quả đấy. Bút môi trường lên thì mới ra mới ăn được. Ok, 28k speed. Một thỏ hai. Kìa. Làm lại các bạn. Còn không lẽ là phải đổi anh em. Rồi vị trí. Chỗ Ulova vào đứng dưới thì may ra chịu đổi à. Úi giời ơi.
ghét quá. Bạn ơi, bộ trưởng lên. Đúng rồi anh em, thế này thì chắc ạ. Rồi, win rồi anh em. Nượm luôn. Tiếp tục. Tăng đam. Ok. Rồi anh em, đó cho đứng giữa. Đứng giữa vậy có vẻ ok hơn anh em. Ra trận nào. Thổi, quậy ăn luôn à? Căng như một thổi ăn luôn các bạn. Khép đấy. Tiếp tục. Quậy bạn hình như là có. Wow. Nếu không nhầm là hình như có con đìa má anh em. Vâng ạ, chính xác anh em, không nào sai được hơn ạ. Thôi, xin dừng các bạn ạ. Ok, nói chung thì video hôm nay thì cũng công bố qua phần tặng hàng cho anh em thôi. Clip kết thúc đây nha. Hẹn gặp anh em clip theo giờ thì bye bye.